Cảm ơn Chúa vì thời giờ mà chúng ta có ở tại đây trong buổi sáng hôm nay, ngoài việc thờ phượng Chúa, học hỏi lời của Chúa và chuẩn bị cho Thánh Kinh mùa hè, chúng ta được ân ở trước mặt Chúa để cùng đến ở trong sự hiện diện của Ngài, để nghe những điều Chúa Ngài muốn dạy dỗ, hướng dẫn chúng ta qua lời của Chúa. Chúng ta tiếp tục loạt bài cùng chạy cuộc đua với những con người vĩ đại. Câu Kinh Thánh của loạt bài này của chúng ta ở trong Hebrew chương 12 câu số 1. Thế thì, vì chúng ta đã có nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn dường ấy, chúng ta cũng nên cởi bỏ hết những mang nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, nhẫn nại mà chạy theo cuộc đua đã bày ra đằng trước chúng ta. Cảm ơn Chúa vì câu Kinh Thánh này, Chúa Ngài vén mở ra cho chúng ta thấy một sự việc đang diễn ra ở tại thiên đàng ở trên bầu trời của chúng ta ngay trong lúc này. Đó là có một đám mây, có một đám đông rất là lớn như một đám mây đang quan sát, đang nhìn xuống cuộc đời của chúng ta để theo dõi, để thấy cái cuộc chạy tiếp sức mà bây giờ đến phiên của chúng ta chạy, chúng ta chạy như thế nào. Chữ thế thì tại đây cho chúng ta thấy, vì chúng ta thế thì, tức là những điều liên quan đến điều trước. Chúng ta biết rằng những con người này, trong đó có những anh hùng đức tin đã được nói đến ở trong chương thứ 11, Hebrew chương thứ 11. Họ đã chịu khổ, họ đã đứng vững, họ đã thành tâm kính sợ Chúa. Và đôi khi như Noe đã kiên trì trong việc đóng tàu từ lúc ông được Chúa Ngài ra lệnh cho đến khi tàu được đóng và cơn đại hồng thủy đổ ra. Chúng ta biết một thời gian rất là dài. Ở trên 100 năm ông làm công việc này, kiên nhẫn làm công việc. Và họ đang chứng kiến. Tôi tin rằng Noe cũng đang chứng kiến để xem chúng ta có kiên nhẫn ở trong công việc mà Chúa Ngài giao phó cho chúng ta hay không. Chúng ta thấy những con người đã từng bằng lòng chịu chết để đức tin của họ được chuyển đến cho những người, những cái thế hệ sau họ. Đây là những người họ đang nhìn và quan sát xem chúng ta có trung tính trong công việc, khiến cho sứ điệp tin lành của rỗi của Chúa lại tiếp tục được đồn rao ra cho những người chưa biết Chúa hay không. Nói khác, một đám mây rất lớn, nhiều người chứng kiến vây quanh như một đám mây rất lớn đang quan sát chúng ta. Và trong loạt bài này, chúng tôi với ước ao mời anh chị em chúng ta hình dung khi chúng ta học về những nhân vật, những vĩ nhân ở trong lời của Chúa, những con người vĩ đại của Chúa. Chúng ta lắng nghe cái sứ điệp từ nơi cuộc đời của họ. Thế nào họ đã chạy xong cuộc đua của họ? Cái thành công của họ nằm ở chỗ nào? Để chúng ta rút tỉa nhận được. Vì chúng ta cần hiểu một nguyên tắc này. Chúng ta sẽ đứng cao hơn, làm được nhiều việc hơn khi chúng ta đứng ở trên vai của những vĩ nhân này, là những người đã thành công trong sự bước theo Chúa của họ, để chúng ta rút tỉa bài học và chúng ta xây dựng từ đó lên. Thì chắc chắn rằng thế hệ sau chúng ta cũng sẽ được phước, và chính chúng ta cũng được phước bởi những kiến thức cũng như là những kinh nghiệm của những vĩ nhân này. Nhiều sứ điệp từ cuộc đời của họ có thể giúp đỡ và khích lệ chúng ta. Nhân vật vĩ đại ở trong Kinh Thánh, những con người này họ biết rằng đứng vững ở giữa một thế gian tội lỗi là một việc khó. Chạy xong cuộc đua mà Chúa giao cho mình không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những thách thức, có những lúc mà chúng ta phải đối diện, luôn cả đến những cái giây phút có thể làm cho chúng ta ngã lòng. Xin Chúa cho để chúng ta có thể nhận được sự khích lệ khi chúng ta học về những nhân vật ở trong lời của Chúa. Hôm nay chúng ta học về một trong những nhân vật vĩ đại đó, đó là tiên tri Elise. Đừng nhầm lẫn với tiên tri Eli. Tiên tri Elise là học trò của tiên tri Eli. Tiên tri Eli là một con người vĩ đại của Chúa. Ông làm những công việc mà Chúa Ngài giao cho một cách rất là đặc biệt. Ông đã hướng dẫn để đem lại sự phục hưng cho đất nước của người Israel ở trong lúc bấy giờ. Khi vua Rahab cưới một người vợ ngoại đạo,
và để cho người đàn bà này mang thần Ba Anh, hình tượng của nó, vào đầy khắp xứ sở của tuyển dân của Chúa. Rồi bà nuôi ở trong cung vua 450 tiên tri của Ba Anh, đem tình trạng thuộc linh của đất nước của Chúa, dân sự của Chúa lao vào trong cái chỗ đen tối nhất. Thì con người này, tiên tri Eli, đã được Chúa Ngài sử dụng để đem lại sự phục hưng khi ông đứng lên và ông thách thức dân sự của Chúa: các ngươi đi dạo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, hãy thờ phượng Ngài. Còn nếu Ba Anh là Đức Chúa Trời, hãy thờ phượng hắn. Và trong sự thách thức ở trên núi Cạc-mên, ông đã cậy ơn Chúa để chứng minh Ba Anh chỉ là một tà thần không có quyền năng. Đức Giê-hô-va mới thật là đấng có quyền để đáp lửa từ trời xuống để thiêu đốt của lễ. Và ông cũng chính ông đã đương đầu và giết trọn 450 tiên tri của Ba Anh, cộng thêm các tiên tri của Ác-tạc-tê, đem lại sự phục hưng. Ông đương đầu với vua Rahab, ông đương đầu với hoàng hậu Jezebel, một người đàn bà đại ác ở trong lịch sử của dân Do Thái, và chúng ta thấy đã đi đến một cái mức độ đem đất nước đi vào trong cái chỗ hết sức là nguy hiểm như vậy. Và linh Jezebel cũng được nhắc đến ở trong sách Khải Huyền là nó vẫn còn tiếp tục cho đến ngày hôm nay, mặc dù con người tên Jezebel đã được giải quyết theo như quyền năng của Chúa đã bày tỏ. Tiên tri Eli cũng là con người đã được cái vinh dự cùng với lại Môi-se đã hiện ra khi Đức Chúa Giê-xu lên núi hóa hình. Và ông là cái người vĩ đại và đẹp lòng Chúa đến cái mức độ ông không chết cái chết bình thường như con người của chúng ta, mà Chúa đã cho xe và ngựa lửa đến tiếp rước ông đi thẳng mà không cần đi qua sự chết. Đó là một con người vĩ đại mà chúng ta được biết đến ở trong Kinh Thánh nữa. Quý vị có thể hỏi, thì sao mục sư không hướng dẫn chúng tôi học về con người của Eli mà lại học về Elise? Lý do là bởi vì học trò của tiên tri Eli là Elise, là một con người có nhiều cái sứ điệp để khích lệ chúng ta, bởi vì cái bắt đầu của ông nó rất giống với lại cái bắt đầu của nhiều người trong chúng ta. Tiên tri Elise sau này là người đã nối gót chân của thầy của mình và đã được Chúa Ngài ban ơn để làm gấp đôi số phép lạ mà thầy của mình là tiên tri đã thực hiện. Tiên tri Eli thực hiện 8 phép lạ, tiên tri Elise thực hiện 16 phép lạ. Và cái phép lạ thứ 16 ông làm, đó là khi bộ xương của ông đã khô, khi người ta chôn ông qua đời chôn ở trong mộ. Và khi người ta đem chôn một người, ngày xưa thì mộ có thể chôn nhiều người ở trong một cái khu mộ đó, thì người ta đem một cái xác chết đi vào để định chôn chung ở trong mộ của tiên tri Elise. Và khi quân lính của dân Moab đến thì người đem chôn này sợ quá, ném cái xác của người chết chạm vào bộ xương của tiên tri Elise, người chết bật sống dậy. Sự sức dầu của Chúa động lại ở trên đời sống của ông mạnh mẽ đến như vậy, đến khi ông chết mà vẫn làm cái phép lạ thứ 16 trong cuộc đời của ông. Nhưng mà tiên tri Elise không phải lúc nào cuộc đời của ông cũng đầy quyền năng và đầy những sinh hoạt, những hành động mạnh mẽ như vậy. Cuộc đời của ông bắt đầu từ cái chỗ mà có thể nhiều người trong chúng ta có thể đồng cảm với ông. Đó là ông bắt đầu là một người nông dân. Ông ngày này sang ngày khác cày đất, đi ở phía sau một cặp bò. Ông khác hơn những người khác là ông có tới 12 cặp. Ông có lẽ là một cái người rất là năng nổ ở trong công việc đồng áng. Nhưng mà chúng ta có thể hình dung suốt ngày ông đi ở phía sau đôi bò, thấy cái phía sau của nó, và nhiều khi cũng ngửi luôn cái mùi mà nó thả ra. Từ cái góc cạnh đó, có thể ông cũng giống như chúng ta đặt cái câu hỏi, đó là cuộc đời của tôi có làm nên những giá trị gì không? Cũng giống như chúng ta có thể đứng ở phía sau cái mái tiền đó, đứng ở phía sau cái chỗ mà Chúa Ngài đặt để chúng ta đó. Các chị em có thể ngồi ở phía sau cái bàn mà mình rửa móng tay cho người khác đó.
cái bàn làm việc của mình đó. Mình có thể đặt câu hỏi là cuộc đời của tôi thật ra có làm nên được cái giá trị gì không? Và tiên tri Lise có thể đã đặt cái câu hỏi đối với Chúa. Bởi vì ông suốt ngày chỉ thấy cái mông của hai con bò cài ở phía trước mặt mình. Nhìn thấy cái cây cài, nhìn thấy một cái đồng cần phải được cài xới. Và có thể câu hỏi là cuộc đời của tôi thật có giá trị gì không? Vì hầu hết cuộc đời của ông đối diện với lại một cái chữ mà không ai trong chúng ta thích. Đó là cái chữ chờ đợi. Chờ. Chờ ngày này sang ngày khác. Luôn cả khi ông được thầy của mình là tiên tri Eli đến để kêu gọi ông đi theo, thì cũng trải qua một thời gian rất dài trước khi ông có thể bắt tay vào việc. Chờ mà không có điều gì xảy ra là điều rất là khó cho chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta thấy hầu hết cuộc đời của ông là một nông dân cầm cài để làm cái công việc cài bừa những miếng đất ruộng, nhiều năm cài cấy, cho đến khi, cảm ơn Chúa, ông được sự kêu gọi và được Chúa nghe sử dụng. Anh chị em có bao giờ anh chị em tự hỏi cuộc đời của tôi có làm nên giá trị gì không? Trong lúc chờ đợi, có lẽ tiên tri Elise không thể hình dung nổi những gì Chúa sẽ ban ơn và thực hiện sau này. Ông làm gấp đôi số phép lạ của thầy của mình. Là những cái phép lạ mà chúng ta thấy một cách trực tiếp. Và qua những phép lạ này, những phép lạ khác nữa cũng diễn ra. Và có một học giả của Kinh Thánh rằng ông phép lạ trong cuộc đời của ông có thể ghi lại từ 16 cái phép lạ chính này thể hiện ra có thể lên đến 28 cái phép lạ mà ông đã thấy ở trong cuộc đời của mình. Chỉ đứng sau Chúa Giê-xu mà thôi. Con người này có một cái bắt đầu rất là khiêm nhường giống như mỗi chúng ta. Cho nên tôi tin rằng từ cuộc đời của ông có nhiều cái sứ điệp để khích lệ chúng ta ở trong bước đường đi theo Chúa và hầu việc Chúa. Khi anh chị em đặt câu hỏi là đời sống của tôi thật sự có làm được những giá trị gì không? Việc làm của tôi hiện tại nó quá khiêm nhường, không có gì đặc biệt. Liệu cuộc đời của tôi có ảnh hưởng, có để lại một cái ảnh hưởng gì trên thế giới này khi tôi lìa cuộc đời này hay không? Anh chị em, chắc chắn là có. Khi chúng ta học những cái bài học, những cái lời khích lệ từ con người này, từ cuộc đời của tiên tri Lise và áp dụng cho đời sống của chúng ta dựa theo nguyên tắc lời của Chúa dạy chúng ta, xứng hiệp với cả Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ biết chắc một điều rằng Chúa Ngài sẽ đại dụng chúng ta trong những ngày sắp đến. Chúng ta có thể thoát ra khỏi cái chỗ của những giới hạn này để chúng ta bước vào địa vị cao quý mà Chúa đã ban cho chúng ta. Khi chúng ta đi ở trong vị trí ở phía sau những cặp bò này, ở trước cái cài mà chúng ta đang làm việc, anh chị em hãy nhớ một điều, đó là hãy phục vụ một cách tốt nhất nơi Chúa đặt để anh chị em. Vì sự cất nhắc chỉ đến với những con người phục vụ một cách tốt nhất ở tại cái vị trí hiện tại của mình. Bởi vì trong khi chúng ta làm những công việc thường ngày này, có những điều thấy như tầm thường, nhưng mà hãy biết một điều hết sức là quan trọng, một nguyên tắc mà chúng ta cần phải nhớ, đó là Đức Chúa Trời quan sát đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời nhìn đời sống của chúng ta. Cho nên ngay tại cái vị trí Chúa giao cho chúng ta hiện tại, dù công việc của chúng ta thấy dường như là nó là tầm thường, nó chỉ là một cái việc thường ngày như mọi ngày của chúng ta, hãy nhớ một điều rằng có một cặp mắt đang quan sát, và Ngài có thể tiến cử chúng ta hay không dựa trên những gì chúng ta đang làm hiện tại. Hãy biết rằng Chúa quan sát, Chúa đang theo dõi, Chúa đang nhìn cách chúng ta đối diện với hoàn cảnh trước mắt chúng ta, cách chúng ta đáp ứng với hoàn cảnh. Khi chúng ta nhận được phước của Chúa, chúng ta làm gì với phước đó? Chúng ta
chúng ta quản lý nó như thế nào. Chúa ban ơn trên đời sống của chúng ta. Chúng ta làm sao? Khi có những nghịch cảnh chúng ta phản ứng ra như thế nào? Khi chúng ta nghe cái huấn lệnh là hãy chờ đợi thì chúng ta làm gì? Ngay cái chỗ đó sẽ giúp cho chúng ta thấy được Chúa có thể sử dụng chúng ta hay là không. Bởi vì Chúa đang quan sát để xem rằng chúng ta có khả năng để trở nên một vĩ nhân hay không. Dựa trên chúng ta đang làm gì ở tại cái vị trí Chúa đang đặt để chúng ta. Ngài muốn thấy chúng ta có thể sẵn sàng để trở nên một vĩ nhân hay không. Bởi vì nếu chúng ta không làm tốt được ở trong cái vị trí nhỏ hiện tại, thì làm sao chúng ta có thể chịu nổi cái sức của cái vai trò và công tác của một vĩ nhân. Anh em hiểu điều tôi muốn nói. Thì Chúa giao cho chúng ta một ta lân mà chúng ta không làm lợi ra, đừng ngồi đó xin Chúa cho con 10 ta lân hay là 100 ta lân. Chúa giao chúng ta một số tiền hiện tại mà chúng ta quản lý không tốt, và chúng ta ngồi đó chúng ta nói rằng lại Chúa xin ban con bạc triệu. Bạc triệu đổ xuống nó sẽ làm hư hỏng cuộc đời của chúng ta. Cho nên Chúa Ngài đang quan sát, Chúa Ngài đang theo dõi, Ngài đang để ý đến cách chúng ta đối diện với hoàn cảnh, cách chúng ta đáp ứng với hoàn cảnh của mình. Hầu Chúa Ngài có thể nói rằng đứa này tin cậy được. Một quản lý tốt thì ta sẽ ban phước. Cho nên chị em hãy bắt đầu cuộc đời của chúng ta bằng cách rằng phục vụ một cách tốt nhất ở tại địa điểm, vị trí mà Chúa Ngài đang ban cho chúng ta. Cho nên dù ở bất cứ vị trí nào, ngay cả ở nơi tầm thường, nơi mà không có nhiều người thấy, hãy phục vụ một cách tốt nhất, rồi Chúa sẽ ban thưởng chúng ta. Ở đây là điều rất là quan trọng. Nhiều khi chúng ta muốn thấy mình được xuất hiện ở giữa công chúng, trong khi đó thì Đức Chúa Trời Ngài đi tìm chúng ta ở giữa những nơi kín nhiệm bí mật, để Ngài tìm một người trung tín ở trong những việc tầm thường, những công việc mà không nhiều người biết đến, để Ngài thấy được cái chỗ này không ai nhìn mà trung tín thì là người đáng tin được. Bởi vì việc mà chúng ta làm, chúng ta đứng ở giữa đám đông, chúng ta làm ở giữa công chúng, anh chị em, cái chuyện đó dễ lắm. Bởi vì ai trong chúng ta cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng để mình bước lên mình làm công việc đó với bao nhiêu cặp mắt của những người dòm ngó thán phục. Nhưng mà cái con người mà Chúa có thể tin cậy được là khi không ai nhìn mà vẫn trung tín với công việc, thì mới là người đáng tin cậy cho những việc lớn hơn. Amen anh chị em. Rất quan trọng để chúng ta nhớ cái nguyên tắc đó. Ngay cả nơi tầm thường, hãy phục vụ một cách tốt nhất để Chúa có thể ban thưởng chúng ta. Một ngày kia tiên tri Eli đi ngang và gặp tiên tri Elise, là một người đang cài ruộng với 12 đôi bò ở trước mặt của mình. Điều này cho thấy ông không phải là một người nghèo. Bởi vì trong thời đó thì chúng ta biết cài ruộng mà một cặp bò là quý rồi. Có nhiều khi người ta cài bằng một con bò thôi, nhưng mà ông cài bằng 12 cặp bò, tức là 24 con. Cái cài của ông chắc lớn lắm. Và công việc của ông thấy là năng suất rất là lớn. Có thể ông là người xuất thân từ một gia đình giàu có. Ông cài ruộng với 12 cặp bò trước mặt của mình. Các vua thứ nhất chương 19 câu 19 chép từ đó, Eli đi gặp Elise con trai của Sa-phát đương cài có 12 đôi bò ở trước mặt mình. Chính người cầm đôi thứ 12. Eli đi ngang qua người, ném áo choàng của mình ở trên người. Tiên tri Eli đi ngang qua Elise và ném cái áo choàng của mình trên người. Đó là hình ảnh của sự kêu gọi. Ông ném cái áo choàng ở trên vai của tiên tri Elise rồi ông bỏ đi. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng Elise liền bỏ cài của mình chạy theo tiên tri Eli và nói rằng xin ông chờ tôi. Tôi về từ giã cha mẹ tôi rồi tôi sẽ đi theo và phục vụ ông. Tiên tri Elise thử tấm lòng, xin lỗi tiên tri Eli thử tấm lòng của Elise. Ông trả lời một câu rất là cục ngủng. Ông nói, có mắc mớ gì đến ta, muốn làm gì thì làm. Và trong quyết định đó, Elise đã thu dọn đời sống của mình rồi đi theo. Nhưng mà chúng ta thấy 10 năm trôi qua không có điều gì lớn xảy ra. Anh chị em cũng giống như
Elise, nhiều người trong chúng ta biết Chúa kêu gọi mình. Và Chúa đặt ở trong chúng ta những ước mơ để thực hiện. Nhưng câu hỏi là, trong lúc chúng ta chờ đợi những việc lớn hơn, chúng ta làm gì với những việc hiện tại? Trong sự kêu gọi mà Chúa gọi trên đời sống của tôi, thì tôi có những cái ước mơ. Đối với người khác có thể là họ không hiểu được, nhưng mà đối với tôi thì tôi thấy có một cái ước mơ. Lúc bấy giờ khi còn là thanh niên mới đến Mỹ, chúng tôi đi trại đi dự đại hội, thì thấy có hai ba ông mục sư ở tại cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại Hoa Kỳ lúc bấy giờ, và đại hội nào cũng có họ giảng, trại nào cũng thấy mặt họ, họ được ơn của Chúa. Thì trong lòng của tôi có một cái ước ao, và tôi tin điều đó Chúa đặt ở trong lòng của tôi. Tôi đặt cái câu hỏi là khi những con người này già qua đời, ai sẽ thế họ? Ai sẽ tiếp nối công việc của họ? Và tôi xin Chúa một cách táo bạo là lạy Chúa, xin cho con sẽ làm cái người đứng vào trong cái vị trí đó. Đại hội, trại, người ta sẽ tìm để mời con làm diễn giả cho những trại đó. Thì tôi nghe Chúa Ngài nhắc tôi một lẽ thật rất là quan trọng. Chúa rằng được, con hãy dành thời giờ ở riêng với ta trong nơi kín nhiệm để học hỏi lời của ta. Ta sẽ dùng con ở tại mục giảng. Con dành thời giờ để cầu nguyện ở riêng với ta trong nơi kín nhiệm. Ta sẽ dùng con ở giữa đại chúng. Và Đức Chúa Trời đã thành tín với việc đó. Tôi càng ở trong nơi kín nhiệm, ở riêng với Chúa, học hỏi lời Chúa, cầu nguyện như thế nào, thì Chúa càng dùng tôi ở giữa công chúng chừng đó. Nó theo cái tỷ lệ đó. Và đây cũng là bài học mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Những gì anh chị em làm trong nơi kín nhiệm giữa mình với Chúa đó, nó ảnh hưởng đến bên ngoài của chúng ta. Cho nên hãy để ý đến cái thời giờ mà chúng ta ở riêng với Chúa, thời giờ mà chúng ta học hỏi lời Ngài, thời giờ của sự chuẩn bị, để chúng ta có thể bước ra từ cái chỗ không ai biết đến mình, từ cái chỗ cuộc đời của mình mà chúng ta nhiều khi cũng đặt cái câu hỏi là liệu có làm nên những việc có giá trị gì không. Chúa Ngài sẽ cất nhắc và đưa chúng ta ra khi Chúa nhìn thấy là Ngài có thể tin cậy chúng ta được. Cảm ơn Chúa. Một lúc tôi tự hỏi, Chúa đến chừng nào Chúa mới đáp lời cầu nguyện đổ sự phục hưng mà tôi khao khát mong chờ, được Chúa Ngài sử dụng một cách lớn lao, những giấc mơ, những ao ước được ứng nghiệm. Rồi cái giây phút phước hạnh đã đến khi tôi nghe Chúa Ngài hỏi tôi một câu mà lúc bấy giờ khó hiểu, nhưng mà vì tấm lòng của mình khao khát đủ, tôi đã trả lời với Chúa một cách không chần chờ. Chúa hỏi, con cầu nguyện cho sự phục hưng, nhưng mà ta ban phước và phục hưng các hội thánh khác, con có vừa ý không? Tôi trả lời với Chúa liền, tôi nói rằng là Chúa xin ban phước trên hội thánh của Ngài, đổ sự phục hưng ra trên tất cả các hội thánh. Vì tôi tin rằng Chúa Ngài muốn đặt cái câu hỏi là tôi xin cái sự phục hưng này nhằm mục đích là để VBC của chúng ta mở rộng ra và lớn lên, để chúng ta như là vua của một cõi thôi. Hay là chúng ta muốn thấy vương quốc của Đức Chúa Trời được mở rộng, nhiều người được cứu. Mà nếu chúng ta thật sự thấy được sự phục hưng của Chúa là để cho nhiều người được cứu, được đưa vào vương quốc của Đức Chúa Trời, thì Chúa bắt đầu với ở đâu cũng được. Amen anh chị em. Và tôi còn nói thêm với Chúa một câu nữa rằng, nhưng mà đừng quên con. Và cảm ơn Chúa, tôi có thể cảm nhận được tấm lòng của Chúa trong lúc bây giờ rằng ta tin cậy được con. Và rồi anh chị em đã kinh nghiệm VBC, chúng ta nếm trải sự hiện diện của Chúa đổ ra một cách thật là tuyệt vời ở trong tháng 3 của năm 1999, khi Chúa Ngài nhìn thấy chúng ta có thể quản lý các thứ ơn của Chúa theo như Chúa Ngài ban phước cho chúng ta. Ngợi khen Chúa. Amen anh chị em. Hãy chuẩn bị tấm lòng của mình và nói cho Chúa bằng hành động. Khi Chúa quan sát, Chúa theo dõi, Chúa thấy con người của chúng ta như thế nào. Cảm ơn Chúa vì Ngài cất nhắc.
Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Ngài ban cho, đúng như điều mà chúng tôi ao ước. Bởi vì chúng tôi trung tín với Chúa trong những việc nhỏ mà Chúa giao cho. Ngày hôm nay Chúa cất nhắc. Năm nay thôi chúng ta có 4 cái đại hội. Chúng tôi đi giảng, Bồi Linh chia sẻ cho anh chị em của chúng ta, và hiện tại trong chương trình trực tiếp truyền hình này, chúng ta thấy bao nhiêu ngàn người được phước của Chúa. Và rồi anh em của chúng ta những nơi xa lấy những bài giảng này, họ thực hiện những cái chương trình truyền hình, chương trình phát thanh, rồi họ lại tiếp tục rao giảng ra, và chúng ta thấy ảnh hưởng một cách lan rộng. Trong tuần rồi tôi thấy có một cái lời nhắn tin của một chị em ở tận xứ Do Thái, Israel, vào thờ phượng Chúa và nghe lời Chúa với chúng ta ở tại đây. Nam Mỹ cũng có người ở khắp mọi nơi. Chúa Ngài đáp lời cầu nguyện và thực hiện điều mà lòng của tôi mơ ước. Tôi tin không phải vì bất cứ một điều gì khác, nhưng mà Chúa Ngài nhìn thấy rằng tôi trung tín trong những công tác mà Chúa Ngài giao cho. Cho nên hỡi anh chị em, hãy học lời khích lệ của tiên tri Elise và của chúng tôi ở trong nguyên tắc hãy làm và thực hiện tốt nơi vị trí Chúa đang đặt để anh chị em, và trung tín với những công tác mà Chúa Ngài giao phó cho chúng ta. Hãy trung tín trong việc nhỏ, rồi Chúa Ngài sẽ giao việc lớn hơn để chúng ta thực hiện. Đức Chúa Giêsu dạy nhiều lần ở trong Tân Ước, nhất là trong bài giảng ở trên núi, Ngài phán rằng Cha ngươi là đấng thấy ở trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Lời hứa này được nhắc nhở ở trong Ma-thi-ơ chương 6 câu số 4 đó, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm, và Cha ngươi là đấng thấy ở trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Chúa Ngài dạy về để hoàn chỉnh sự dâng hiến của con dân của Chúa trong lúc bây giờ. Chúa Giêsu Ngài dạy tại đây, khi ngươi dâng hiến, khi ngươi làm một công việc gì, đừng đánh trống thổi kèn cho mọi người biết, nhưng hãy làm một cách kín nhiệm, hầu cho Cha của các ngươi nhìn thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ ban thưởng cho ngươi. Tại sao Chúa Ngài để ý ở trong những cái nơi kín nhiệm? Bởi vì Chúa Ngài muốn để ý đến những chi tiết ở trong đời sống của chúng ta. Chúa để ý đến những chi tiết trong đời sống của chúng ta. Và ai trong trung tín trong việc nhỏ sẽ được Chúa Ngài giao việc lớn hơn. Các Vua thứ nhất chương 19 câu 21. Elise bèn lìa khỏi Eli trở về, bắt một đôi bò giết đi và lấy cài làm củi mà nấu thịt nó, rồi cho các tôi tớ mình ăn. Đoạn người đứng dậy đi theo Eli và hầu việc người. Chữ hầu việc ở tại đây, ở trong bản kinh thánh của tiếng Anh sau này nói rằng ông đi và rửa tay cho tiên tri Eli. Kinh thánh ghi lại điều đó không phải là muốn cho các tôi tớ của Chúa, tiên tri của Chúa sống một cách quan liêu, là rửa tay cũng không rửa nổi nữa, phải đưa tay cho người khác rửa cho mình. Có một người đầy tớ để làm công việc đó. Nhưng mà Chúa Ngài đang đặt tiên tri Elise vào một cái trường của sự phục vụ. Trung tín trong việc nhỏ, yểm trợ phục vụ thầy của mình, rồi mình sẽ được giao cho những công việc lớn hơn. Nếu chúng ta làm một cách tốt đẹp, vừa lòng trong những việc rất nhỏ, trung tín trong việc đó, thì Chúa Ngài sẽ thấy rằng chúng ta trung tín trong những việc lớn hơn. Cho nên rất là quan trọng. Chúa để ý đến chi tiết ở trong đời sống của chúng ta. Anh chị em muốn Chúa Ngài ban phước trên đời sống của chúng ta một cách tốt đẹp càng hơn, hãy xem lại những chi tiết ở trong đời sống của chúng ta. Chúa giao cho chúng ta một cái chiếc xe hiện tại, chúng ta bảo trì, chúng ta giữ nó sạch sẽ đến cỡ nào. Chúa cho chúng ta cái căn nhà hiện tại, chúng ta gìn giữ, dọn dẹp, giữ căn nhà chúng ta như thế nào. Chúa giao chúng ta một cái số tiền hiện tại, chúng ta quản lý nó như thế nào. Vì Đức Chúa Trời Ngài để ý đến chi tiết ở trong đời sống của chúng ta. Ngài muốn thấy chúng ta quản lý các thứ ơn của Chúa hiện tại như thế nào trong lúc việc còn nhỏ. Bởi vì Chúa Ngài muốn tìm thấy một người Ngài có thể tin cậy được để làm những việc lớn.
Hội thánh của Chúa tới đây, chúng ta cảm ơn Chúa đã trải qua 34 năm. Tháng 7 này chúng ta sẽ tổ chức, ngày 9 tây tháng 7 chúng ta sẽ tổ chức 34 năm ngày Hội thánh của Chúa VBC Houston tới đây được thành lập. Chúng ta tạ ơn Chúa vì cơ sở của chúng ta hiện tại. Nhưng mà đây không phải là cả suốt cái thời gian 34 năm của chúng ta. Chúng ta bắt đầu từ một cái phòng trường Chúa Nhật rất là nhỏ ở trong hội thánh tên là Riverview Baptist Church. Họ cho chúng ta căn phòng ngồi được chừng khoảng 20 người. Và khi họ chỉ cho tôi cái căn phòng đó thì tôi vui mừng và tôi nói rằng cảm ơn Chúa. Tôi đến đó tôi dọn dẹp, chuẩn bị, sơn ghép tường, làm đủ mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp anh em của mình. Đi ra thăm viếng, mời người và hẹn với nhau là ngày 10 tới tháng 7 sẽ có buổi nhóm đầu tiên ở tại Riverview. Cảm ơn Chúa. Thì chúng tôi sáng Chủ nhật đó xách xe đi để mà rước người. Thì những người mà họ hứa là họ đi đó, khi chúng tôi đem xe bus đến thì không ai đi hết. Rất là buồn mà tôi nói rằng cái ngày bắt đầu của Hội Thánh mà kiểu này thì thất bại rồi. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài thấy trung tín trong việc nhỏ, Chúa giao việc lớn. Về tới phòng nhóm, chúng tôi thấy chật hết cả người, hơn 50 người trong cái phòng đó. Cái phòng 20 người Mỹ ngồi đủ thì chúng ta đã nhét vào trong đó hơn 50 người Việt Nam. Và tôi đứng lên chia sẻ cái sứ điệp đầu tiên đó, bảy phước lành của Chúa trong bài giảng trên núi, và cảm ơn Chúa, Chúa cho có bảy người tin Chúa. Cảm ơn Chúa. Rồi cái chỗ của chúng ta chật lại dời qua một cái chỗ lớn hơn ở trên tầng thứ nhì của cái gym của họ, cái phòng thể thao của họ. Thì chúng tôi cũng lên đó quét dọn, chuẩn bị đóng tòa bục giảng, làm đủ mọi thứ hết để chuẩn bị trung tín trong công việc đó. Rồi xong chuyển qua nhà thờ chính mà họ cho nhóm ở trên tầng thứ nhì, chúng tôi cũng chuẩn bị và làm công việc trung tín trong công việc đó. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, nhờ trung tín trong việc nhỏ thì Chúa nghe thấy rằng con trung tín giữ được công việc nhỏ đó, ta giao cho việc lớn hơn. Cảm ơn Chúa. Amen anh chị em. Chúng ta hiểu được nguyên tắc này trong đời sống của chúng ta. Vì nhớ một điều là có một Đức Chúa Trời luôn luôn theo dõi và để ý đến những chi tiết ở trong đời sống của chúng ta. Hãy được khích lệ bởi sứ điệp này từ nơi cuộc đời của tiên tri Lyse, và hãy tiến lên ở trong ơn của Chúa bằng cách chúng ta trung tín và phục vụ một cách tốt nhất ở nơi mà Chúa nghe định cho chúng ta. Ở trong công việc làm, ở trong công sở chúng ta cũng thấy điều đó. Nếu mà ông chủ muốn đến thăng cấp cho một người ở trong cái hãng đó, ông không bao giờ đi tìm một cái người lười biếng luôn đi trễ hay là làm hư công việc ở trong hãng mà ông cất nhắc lên. Ông phải tìm một người nhân viên giỏi, một người có trách nhiệm và một người có năng suất cao, ông mới cất nhắc lên. Nếu chủ ở đời và chính chúng ta, nhiều người trong chúng ta đây làm chủ, chúng ta biết điều đó. Chúng ta không bao giờ cất nhắc, chúng ta không bao giờ giao cho công việc lớn hơn và thăng cấp cho một người lười biếng. Cho một người giao cho việc gì thì cũng làm một cách gọi là làm cho hết giờ chứ không phải là hết việc. Thì chắc chắn là chủ nhìn những người đó thì nói rằng thôi cứ câu giờ và ở ngồi chỗ một chỗ đi. Giao cho việc lớn thì lương cao mà nó cũng câu giờ như thế này, tổn hại, tổn thất cho công ty nhiều. Nếu không nói là họ sẽ sa thải cái người nhân viên đó. Chúng ta để ý Luca chương 16 câu số 10. Lời của Chúa tại đây thật là chi tiết cho chúng ta. Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc rất lớn. Anh chị em hiểu lời của Chúa tại đây nói. Chẳng những việc nhỏ mà việc rất nhỏ. Wow! Để ý đến Chúa của chúng ta, Ngài để ý đến cái việc rất nhỏ trong đời sống của chúng ta nữa, chứ không phải chỉ là những việc chuyện lớn mà thôi. Và Chúa Ngài hiểu, và cái nguyên tắc mà Ngài nói cho chúng ta tại đây đó là
Ai mà trung tín trong công việc rất nhỏ đó thì cũng tin cậy được vì cũng trung tín trong việc lớn. Còn cái người mà bất nghĩa ở trong việc rất nhỏ thì cũng sẽ bất nghĩa trong việc lớn. Nên vì Chúa Ngài đến khôn ngoan cho nên Ngài sẽ không bao giờ giao công việc lớn cho những con người bất nghĩa trong công việc nhỏ. Vì Chúa đang giao cho anh chị em là gì? Nếu chúng ta cho rằng ông mục sư Khánh ông có xài, ông không biết là chiêu hiền đại sĩ, ông không biết sử dụng, ông giao cho tôi công việc không, ai mà thèm làm cái chuyện, nói chuyện nó tầm thường quá, đứa con nít nó cũng làm được. Anh chị em, không phải tôi mà Đức Chúa Trời Ngài đang quan sát xem chúng ta có trung tín ở trong cái công việc rất nhỏ đó không, để rồi Đức Chúa Trời có thể tính cậy cho chúng ta những việc rất lớn. Thì công việc của chúng ta là hãy trung tín trong công việc rất nhỏ mà Chúa Ngài giao cho chúng ta hiện tại. 10 năm trôi qua, tiên tri Lê-xê trung tín phục vụ. Ông rửa tay cho thầy của mình là Eli. Như nhiều người trong anh chị em nghe sự kêu gọi, có những giấc mơ mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Ở đây chúng ta có thể nghe cái lời khuyên khác của tiên tri Lê-xê, đó là hãy phục vụ một cách tốt nhất trong việc tự nhiên, rồi Đức Chúa Trời sẽ làm việc siêu nhiên trong đời sống của chúng ta. Amen anh chị em. Những việc tự nhiên trong cuộc đời cứ làm đi, rồi Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm những việc siêu nhiên ở trong đời sống của chúng ta. Các vua thứ nhì chương 2 câu 9 câu 10 chép, khi đi qua rồi, Eli nói với Lê-xê rằng: hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi trước khi ta được cất lên khỏi ngươi. Elise thưa rằng: nguyện xin thần của thầy cảm động tôi được bội phần. Elise nói với ngươi rằng: ngươi cầu xin một điều, một sự khó. Song nếu ngươi thấy ta lúc được cất lên khỏi ngươi, ắt sẽ được như lời, bằng chẳng thì không được. Ở đây chúng ta thấy tiên tri Eli nói với học trò của mình là Elise rằng Chúa Ngài sắp cất ông đi. Ông xoay qua cái người học trò bám sát mình. Nếu chúng ta đọc câu chuyện này ở trong các vua thứ nhì, chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Tiên tri Eli biết rằng đã đến lúc Chúa Ngài sẽ cất ông đi. Thì ông đi về cái nơi mà Chúa Ngài đã định đó. Thì tiên tri Eli bám sát theo. Trước khi vượt sông Giô-đanh này đó, thì học trò của các tiên tri khác, của các trường tiên tri khác đã nói những cái điều để làm ngã lòng tiên tri Elise. Anh không biết thầy của anh sắp sửa được cất lên khỏi anh à? Được Chúa tiếp rước về trời à? Đi theo ông làm gì? Ông mà còn ở đây đó thì ít ra là ông chia cho ông công việc, ông giao cho công việc. Ông sắp sửa được cất lên rồi, đi theo ông làm gì? Đó là cái lối cùng rồi. Elise hiểu một điều khác. Ông trung tín với công tác mà Chúa giao, thì cái sự kêu gọi và những cái ước mơ của ông không bao giờ vô lý và vô nghĩa cả. Cho nên ông bám sát. Mà nhiều lần người ta tìm cách bảo ông ở lại đi, ông vẫn bám sát theo thầy của mình. Để rồi cái giây phút tuyệt vời đó đã đến, khi tiên tri Eli nhìn qua và nói rằng: ta sắp sửa được Chúa cất lên, bây giờ ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Tiên tri Lê-xê chụp lấy cơ hội này. Có lẽ ông đã quan sát cuộc đời của tiên tri Eli đủ để ông dám xin cái điều này, là xin thần của Chúa đã cảm động ở trên thầy sẽ cho tôi gấp bội. Cảm ơn Chúa. Tiếng Anh là double portion, được gấp hai lần. Chúng ta có thể nghe ở trong cái điều cầu xin của ông đó đây là: thầy làm 8 phép lạ, tôi xin trong cuộc đời của tôi sẽ làm 16 phép lạ. Nhiều người ở chỗ này họ sẽ nói: cái anh này kiêu ngạo, đòi làm hơn thầy của mình. Không, nguyên tắc của Đức Chúa Trời Ngài đã định, trung tín trong việc nhỏ sẽ được tin cậy việc lớn hơn. Amen anh chị em. Và tôi tin rằng cái ước ao của ông tại đây không phải để Elise được nổi danh, nhưng mà ông thấy rằng mỗi lần phép lạ xảy ra thì dân sự của Chúa được phước. Phép lạ Chúa Ngài giáng lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ đã đem lại sự phục hưng cho cả đất nước.
Phép lạ Chúa làm ở trong cuộc đời của tiên tri Elise cũng chắc chắn sẽ làm được những công việc như vậy, để đem dân sự của Chúa trở lại với Chúa, đem lại những phước hạnh cho những cuộc đời. Cho nên chị em, ông dám xin cái điều hết sức là đặc biệt tới đây. Nguyện xin thần của Thầy cảm động tôi được bội phần. Cảm ơn Chúa. Và tôi tin ở đây, ngay trong thời giờ này, tiếng của Chúa cũng muốn hỏi anh chị em là con muốn ta làm gì cho con. Trước khi Đức Chúa Giê-xu Ngài được cất lên tiếp rước về trời, Ngài đã nói cho hội thánh của Chúa một lời hứa thật là tuyệt vời. Đó là Ngài sẽ về trời và đổ xuống cho hội thánh điều Cha hứa. Nên câu hỏi tại đây là anh chị em, nếu xin Chúa thì anh chị em xin cái gì? À, trong lúc này, nếu Chúa Ngài đang đứng ở trước mặt anh chị em, Ngài đang hỏi anh chị em là con muốn ta làm gì cho con? Anh chị em xin cái gì? Có thể giống như nhiều người, Chúa ơi, cho con đủ ăn đủ mặc. Và đó là lời cầu nguyện của rất là nhiều người. Chỉ lo cái cơm, cái ăn, cái mặc. Anh chị em, đó là những lời cầu nguyện quá nhỏ. Vì Chúa Ngài nói rằng Cha của chúng ta trên trời biết chúng ta cần những điều đó trước khi chúng ta xin. Quá nhỏ. Mà tại sao con cái của Chúa, nhất là sau khi chúng ta đã tin Chúa, đã làm người nhà của Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn năn nỉ Chúa để cho mình đủ ăn đủ mặc và lo đến cái chuyện ăn mặc như những người dân ngoại, là những người ở ngoài Chúa, ở ngoài gia đình của Chúa, những người dân ngoại này đó. Tại sao chúng ta phải ở trong cái hoàn cảnh như vậy? Đã từ bao giờ anh chị em chấm dứt hay là đã ngưng việc xin Chúa những việc lớn? Xin đi rồi Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta. Ao ước đi rồi Chúa Ngài sẽ làm thành ở trong đời sống của chúng ta. Elise tại đây xin, nguyện xin thần của Thầy cảm động trên tôi bội phần. Thầy làm 8 phép lạ, tôi muốn được 16. Tiên tri Ly trả lời, ngươi xin một điều khó. Anh chị em, khó mới là điều đặc biệt, phải không? Hãy xin những điều khó, là những điều mà phải có dấu xác nhận của Chúa. Nên tiên tri Ly nói rằng, ngươi xin cái điều này khó quá. Nhưng mà nếu ngươi thấy bằng chính mắt của ngươi, ta lúc ta được tiếp rước lên, thì việc sẽ thành cho ngươi, còn không thì không được. Cảm ơn Chúa. Lúc đó ông xin xong rồi, ông không bỏ, ông đi về. Nhưng ông xin và ông chờ đợi. Rồi phước hạnh đó đã đến. Có một chiếc xe bằng lửa và ngựa bằng lửa đến và tiếp tiên tri Ly đi lên. Ông thấy cái điều đó. Vậy Kinh Thánh ghi lại chúng ta rằng ông đứng, ông xé áo của ông ra, đứng ở trần ở trước mặt Chúa như vậy. Rồi thì chiếc áo choàng từ trên con người của tiên tri Ly rơi xuống và rớt ở trên ông. Ông thấy, ông chứng kiến điều đó. Và phép lạ thứ nhất mà Elise đã làm, đó là cầm áo tơi, cái chiếc áo từ nơi tiên tri Ly rớt xuống, và ông đến sông Giô-đan, ông cầm cái áo, ông đập xuống một cái, nước rẽ ra, phép lạ đầu tiên xảy ra. Cảm ơn Chúa. Ông không bỏ về, ông không bỏ cuộc như nhiều người ngày hôm nay. Ông không để cho những lời dụ dỗ của Sa-tan và những người khác kéo ông ra khỏi cái mối liên hệ với Thầy của mình. Anh chị em, có rất là nhiều tiếng nói, nó đến nó dụ dỗ anh em của VBC và nói rằng đi theo chúng tôi. Ở chỗ của Ngô Sư Khánh, ông không giao cái chuyện gì, ông giao mấy cái chuyện tầm thường, con nít cũng làm được. Anh chị em, đó có thể là tiếng nói của Sa-tan ma quỷ, nó muốn cướp đi cái phước hạnh, cái sự sức giàu bội phần mà Chúa sẽ đổ xuống trên anh chị em, bởi vì anh chị em nghe theo những tiếng dụ dỗ đó. Nó biết anh chị em sắp sửa được bước vào trong cái vị trí mà Đức Chúa Trời sẽ đại dụng anh chị em. Vì anh chị em trung tín với công việc của Chúa tại đây, làm những công tác mà Chúa Ngài giao cho chúng ta, phục vụ một cách tốt nhất ở trong những cái chỗ tầm thường,
Đức Chúa Trời sắp sửa cất nhắc chúng ta thì Satan nó đến, nó cướp giết và hủy diệt khi nó kéo chúng ta. Và nhiều người dạy nghe theo những cái tiếng gọi nó nghe nó ngọt tai quá. Có nơi mà hứa rằng đi theo ông Khánh trước đây tới giờ có được gì không, qua đây tôi cho có một chức vụ liền. Anh chị em, nếu nguyên tắc của nước của Đức Chúa Trời sắp đặt là trung tín trong việc nhỏ rồi được tiến lên trong việc lớn, chính Chúa Ngài cất nhắc khi Chúa Ngài quan sát và chính Ngài ban thưởng cho chúng ta, chứ không phải mục sư, không phải người lãnh đạo của Hội Thánh. Rất là quan trọng để chúng ta nhớ cái điều đó trong đời sống của chúng ta. Ngươi xin một điều khó, song nếu ngươi thấy lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ác sẽ được như lời. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời luôn ban thưởng cho những người trung tín trong việc nhỏ, phục vụ một cách tốt nhất nơi Chúa Ngài đã đặt để, rồi tin và xin những điều siêu nhiên. Anh chị em có thể hỏi, cái này nó có trong Tân Ước không, mục sư? Có. Chính Đức Chúa Giêsu dạy luôn. Anh chị em xem ở trong Giăng chương 14, câu 12, 13 và 14 cho chúng ta thấy ở đây. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Các ngươi dân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Ôm lời hứa tuyệt vời mà nó lớn đến độ nhiều người không dám tin. Chúa Giêsu nói rằng ai tin ta, quả thật Chúa Ngài nhấn mạnh, Ngài xác nhận, Ngài nói rằng đây là chân lý, đây là chìa khóa để các con. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai tin ta sẽ làm việc ta làm, lại làm lớn hơn nữa. Nó lớn đến độ lúc mới tin Chúa, vì chưa hiểu nổi, mình cũng có thái độ không tin nổi, vô tín giống như nhiều người ngày hôm nay. Việc Chúa Giêsu làm sao mình làm được, rồi còn thêm cái lời hứa còn làm lớn hơn nữa. Cho nhiều người gặp cái câu kinh thánh đó là mình đi ngược. Thôi để cho ai đấy, còn tôi làm sao dám nghĩ một cái tư tưởng cao kỳ như thế này. Không anh chị em, không phải tư tưởng cao kỳ của chính chúng ta nghĩ ra, nhưng mà do Chúa Ngài mời chúng ta, Ngài hứa với chúng ta. Khi Chúa nói quả thật, đây là Chúa Ngài muốn nhấn mạnh điều đó. Ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, điều kiện là gì anh chị em? Tin cũng sẽ làm việc ta làm. Chúa làm cái gì? Chúa giảng về vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúa chữa lành những kẻ đau ốm. Chúa giải cứu những người bị ma quỷ ức hiếp. Chúa khiến cho người phun được sạch, người mù được mở mắt ra. Và Chúa khiến người chết sống lại. Chúa nói rằng ai tin ta sẽ làm việc ta làm, mà làm lớn hơn nữa. Các sứ đồ và hội thánh đầu tiên tin những điều Chúa nói. Cho nên công vụ sứ đồ đầy hết tất cả những phép lạ này. Phép lạ mà Chúa Giêsu làm thì chúng ta thấy Phaolô và Phi-rơ đã làm, Philip, chấp sự Philip đã làm, một môn đồ tầm thường Anania đã làm. Bởi vì họ tin, vì họ tin. Và Chúa Ngài cũng mời điều đó, mời chúng ta đến để nhận điều đó. Đức Chúa Giêsu xác nhận và khuyến khích chúng ta ở trong lời hứa lớn lao này, ai tin sẽ làm việc ta làm, cũng làm việc lớn hơn nữa. Trên trong Kinh Thánh, Chúa Ngài ghi lại cho chúng ta điều này, và chính Đức Chúa Giêsu dạy để gọi chúng ta đến, để chúng ta sẵn sàng để xin những việc lớn với Chúa. Cho nên anh chị em hãy xin những việc lớn. Đừng xin chuyện nhỏ nhỏ. Ôi, tôi thỏa lòng, đủ ăn, đủ mặc là đủ rồi một sư ơi. Cho tôi có sức để giữ đạo trung tín cho đến chết được rồi một sư ơi. Còn cái chuyện mà cầu kỳ trong vấn đề giảng tin lành của Chúa cho nhiều người tin Chúa rồi cái gì gì đó, cái chuyện đó để các mục sư làm thôi, còn tôi giữ đạo trung tín cho đến chết được rồi. Nghe thiêng liêng lắm, nhưng mà đó là thái độ vô tín và bất vâng lời sứ mạng vĩ đại của Chúa. Chúa nói chúng ta tin Chúa xong rồi chúng ta ráng cố gắng trung tín giữ đạo cho đến chết, mà Chúa nói rằng tin lành này phải được rao giảng cho muôn dân. Hãy đi khắp thế gian và giảng tin lành cho bao nhiêu người anh chị em? Cho mọi người. Cảm ơn Chúa. Hãy xin những việc lớn.
Tiên tri Lise xin, xin thần của Ngài cảm động trên tôi gấp bội. Trong một góc cạnh, có ai tại đây xin, xin thần của Chúa, Thánh Linh của Chúa và ơn đã đổ trên mục sư Quỳnh Quốc Khánh, mục sư của con, xin cảm động trên con gấp bội hơn mục sư Khánh. Ông thấy lỗ tai điếc được mở ra, trăm được nói. Người bại đứng dậy đi, còn muốn thấy gấp bội hơn mục sư Khánh. Thế á? Tại sao anh chị em yên lặng vậy? Không dám tin sao? Có nhiều người thụt lùi và nói, ôi ông mục sư, ông làm cái việc đó, ông có ơn của Chúa, còn tôi thì là ai? Anh chị em cũng là người tin Chúa. Tôi là ai? Tôi cũng là người tin Chúa. Ông hiểu chuyện đó quá lớn. Có vì gì khó cho Đức Chúa Trời chăng? Chúa không khuyến khích và ghi lại chúng ta những lời này để chúng ta đọc lấy ý, rồi né một bên đẩy qua cho mục sư Khánh. Ôi chuyện đó mục sư Khánh ông làm đi. Đây như lời của Chúa tới đây. Ai tin chứ còn con không có tin. Bây giờ mục sư Khánh ông tin, Chúa cứ làm công việc. Ông làm công việc Chúa và làm lớn hơn để cho ông làm, còn con không tin. Đặt tên đúng cái thái độ của chúng ta đi anh chị em, để rồi chúng ta có thể xin Chúa giúp cho sự không tin của chúng ta mà khiến chúng ta tin, để chúng ta thấy những việc lớn Chúa làm. Amen anh chị em. Có ba điều khích lệ mà tiên tri Lise khích lệ chúng ta ở tại đây. Thứ nhất, hãy học cách để hoan nghênh sự hiện diện của Chúa trong đời sống của anh chị em. Học cách để hoan nghênh sự hiện diện của Chúa trong đời sống của anh chị em. Một trong các phép lạ mà Chúa cho tiên tri Elise đã làm rất là tuyệt vời. Khi vua Rahab qua đời, thì vua của Moab, xứ Moab, bây giờ họ nổi loạn. Trước đây họ cống hiến hàng năm 120.000 con chiên chưa hớt lông đem qua cống hiến cho nước của người Israel và Judah. Khi vua Rahab qua đời, thì vua của Moab nói rằng không đem cống hiến nữa. Thì vua của Israel và vua của Judah cùng với vua của xứ Edom, ba nước hiệp lại với nhau và họ kéo quân qua để đánh vua Moab. Họ thảo luận với nhau và cuối cùng họ chọn một cái con đường đi xuyên qua nước Edom. Và họ đi trong 7 ngày. 7 ngày trôi qua mọi việc đều ổn thỏa. Cho đến khi họ tới một cái nơi thì họ nhìn họ thấy không có nước. Mà trong cái hoàn cảnh của xứ Trung Đông mà chúng ta biết không có nước thì chết nhanh lắm. Chúng ta biết thân thể của một người thiếu nước tối đa là 3 ngày. Ở đây họ không có nước, và chẳng những không có nước cho lính cho họ uống mà còn cho súc vật của họ, ngựa hay là lạc đà hay là cái gì đó họ sử dụng trong lúc đó mang theo cho cái cuộc chiến của họ đấy, thì tất cả đều đang bị cái hiểm họa là sắp chết khát. Thì Giô-sa-phát ông đứng lên ông nói rằng rồi Đức Chúa Trời đã gom ba vua của nước Israel, nước Giu-đa và nước Ê-đôm này gom chúng ta lại để giao nộp vào trong tay của vua Mô-áp, chắc chắn chúng ta chết. Nhưng mà rồi ông sực nghĩ đến một việc, ông nói rằng chưa chết, còn có một hy vọng. Trong xứ của chúng ta ở tại đây có ai là người, có tiên tri nào của Đức Chúa Trời mà có thể giúp chúng ta cầu vấn xin Đức Chúa Trời giúp đỡ không? Kinh Thánh ghi lại chúng ta không phải một tướng, không phải một ông vua có hiểu biết rộng, nhưng mà có một người đầy tớ. Chắc cái người đầy tớ nó đã được ảnh hưởng, hoặc là gia đình đã được ảnh hưởng, cái gì đó đã được ảnh hưởng bởi chức vụ tiên tri Elise. Người đầy tớ nói rằng thưa có, trong sứ của Chúa có người của Đức Chúa Trời là tiên tri Elise. Ông có thể cầu vấn Đức Chúa Trời cho chúng ta. Thì các vua cho dời tiên tri Elise đến. Họ trình bày và nói rằng chúng tôi cần nước. Ở đây anh chị em để ý đến điều này. Đừng để cho xã hội,
cho chính quyền cũng như những người xung quanh ảnh hưởng đến niềm tin của chúng ta. Những người xung quanh có thể chà đạp, những người xung quanh có thể bắt bớ, những người xung quanh có thể nói xấu về đức tin của chúng ta. Luôn cả những cái nơi vô tính mà người ta không đón nhận công việc của Chúa đó, anh chị em đừng để cho họ ảnh hưởng trên chúng ta. Vì khi họ có nhu cầu, họ sẽ tìm đến cái nơi với những con người biết cầu nguyện và biết rằng đời sống cầu nguyện ở đó được linh nghiệm Chúa đáp lời cầu nguyện của họ. Họ sẽ chạy đến với chúng ta. Tôi cảm động với anh chị em cái điều đó. Tôi đã từng nhận những cái cú điện thoại của những mục sư ở tại tòa giảng nói rằng Đức Chúa Trời không còn làm phép lạ. Nhưng mà khi con của ông có bệnh, ông đã gọi điện thoại để nhờ chúng tôi cầu nguyện. Đức Chúa Trời, Ngài dành sẵn những con người ở trong xứ sở, những con người kinh nghiệm Chúa cho những giây phút này. Họ xin nước uống. Chúng ta để ý, tiên tri Lise, ông trả lời một cách rất là lạ tới đây. Ông nói các ngươi muốn được nước uống hả? Các vua thứ nhì chương 3 câu số 15. Nhưng bây giờ hãy đem đến cho tôi một người khải đờn. Trong lúc người ấy khải đờn thì tay của Đức Giê-hô-va ở trên Elise. Tôi hình dung mấy ông vua này ông bất ngửa. Cái gì? Chúng tôi cần nước uống. Thì thiên thiên Elise nói, đem người đánh đàn đến. Anh chị, vì tiên tri Elise ông biết cái điều này. Đức Chúa Trời là niềm hy vọng cho những con người này. Sự tiếp trợ đến từ Đức Chúa Trời. Mà cái cách duy nhất để ông có thể nhận được sự hướng dẫn từ nơi Đức Chúa Trời là khi ông thờ phượng Chúa. Vì trong sự thờ phượng ngợi khen, nó mở cánh cửa cho ông bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Và tại trong sự hiện diện của Chúa, Ngài mới có thể phán dạy và chỉ dẫn. Cho nên ông nói rằng đem người đánh đàn đến. Và để ý đến tay anh chị em, trong lúc cái người đánh đàn có lẽ là cung đàn đang chơi những cái bài nhạc để ngợi khen Đức Chúa Trời, thì chuyện gì xảy ra? Có lẽ cũng chơi một cái bài thi thiên nào đó của vua David tại đây. Thì Kinh Thánh ghi lại chúng ta tay của Đức Giê-hô-va ở trên tiên tri Lê-xê. Và Chúa bắt đầu phán qua môi miệng của tôi tớ của Chúa. Anh chị em hiểu điều này. Cho nên lời khuyên của tiên tri Lê-xê tại đây với chúng ta là hãy chuẩn bị và hoan nghênh sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình. Sẵn sàng để có thể nghe tiếng phán của Chúa. Vì khi thế nhân cần, chúng ta không có gì để cho họ trừ ra những điều đến từ Chúa. Và chúng ta làm ống dẫn để chúng ta mang cái điều đó đến cho họ. Và sự hiện diện của Chúa chính là cái chỗ để chúng ta tiếp cận, để nghe, để nhận được ơn và quyền của Chúa để chúng ta phục vụ. Anh chị em đừng chờ cho đến khi tối lửa tắt đèn, khi mà hoàn cảnh cấp bách rồi mới chạy đi đến kiếm một cái góc cầu nguyện kêu xin Chúa. Rồi lúc đó lại thấy Chúa ở xa quá. Tại sao? Vì hằng ngày mình đâu có ở trong sự hiện diện của Chúa đâu mà quen, mà thấy gần. Trong cái sự khó khăn mình quỳ xuống mình la làng, không thấy Chúa đáp lời tại vì xa mặt cách lòng. Tiên tri Lê-xê tại đây, ông hiểu. Anh muốn có nước hả? Đem một người đánh đàn đến. Chúng ta thấy tại đây nguyên tắc thật là tuyệt vời để giúp đỡ cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ở trong tân ước cũng có những con người, có những cái bắt đầu cũng rất là đơn sơ, là những người dân chài, Phi-rơ và dân. Nhưng mà những con người này làm những việc lớn. Phi-rơ đứng lên giảng bài giảng đầu tiên, 3,000 người tin Chúa. Ông làm phép lạ khiến cho người bại từ thuở sanh ra hơn 40 tuổi đứng dậy nhảy một cái và đi. 5,000 người nữa gia nhập vào trong hội thánh tin Chúa và gia nhập vào trong hội thánh. Ông giảng lời của Chúa đem lại cái sự thay đổi và thành Jerusalem lúc bấy giờ đầy rẫy đạo giáo của Chúa. Thì những người lãnh đạo của Do Thái đến cấm họ không cho giảng. Và khi trước khi họ cấm đó thì họ thảo luận với nhau như thế này. Ở trong công vụ chương 4 câu số 13. Khi chúng thấy sự dạng dĩ của Phi-rơ và dân, biết rõ rằng ấy là những người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ. Lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho để cuộc đời của mỗi chúng ta là những người còn dân Chúa. Người đời không nhìn và lấy làm lạ về cái học thức của chúng ta, cái bằng cấp của chúng ta. Nhưng mà họ lấy làm lạ về những việc lớn mà Chúa Ngài làm xuyên qua đời sống của chúng ta. Amen anh chị em.
Nếu họ tìm được cái nguyên do nào mà chúng ta là những người không có học thức, cũng như người không có một cái kiến thức rộng như ý của họ, là phải có bằng tiến sĩ hay là cái này cái kia đó, họ ngạc nhiên rồi họ sực nhớ đến một điều. Ồ, tại vì hai ông này đã từng ở gần Đức Chúa Giê-xu. Hãy vun sới một môi trường hoan nghênh sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Amen anh chị em. Để rồi người ta nhìn và người ta biết rằng chúng ta là những con người đã dành thời giờ ở riêng với Chúa Giê-xu trong nơi kinh nghiệm, và Ngài sẽ sử dụng chúng ta ở giữa công chúng ở trong ơn của Ngài. Một sứ điệp khác mà tôi tin rằng nó sẽ khích lệ chúng ta từ cuộc đời của Elise, đó là sau khi cầu nguyện, sau khi ước mơ, sau khi nghe tiếng của Chúa, có những lúc chúng ta cần trỗi dậy bắt tay hành động một cách cụ thể. Có nhiều người cầu nguyện xong rồi đứng lên không làm gì hết. Có nhiều người không làm gì hết, xin lỗi, không cầu nguyện mà làm, cho nên phá hoại. Rồi ngược lại cũng có những người cầu nguyện xong không làm gì hết, cho nên công việc gì được thành thì cũng quá tệ. Xin Chúa cho chúng ta như tiên tri Elise tại đây, ông nói tiếp cho các vua, vì Đức Giê-hô-va phán rằng các ngươi, xin lỗi câu số 16, người nói Đức Giê-hô-va phán như vậy, hãy đào cho nhiều hầm hố khắp ở trong trũng này. Đây cũng là việc lạ. Họ xin nước. Bây giờ tiên tri của Chúa nói muốn có nước hả? Đi đào hố. Đào hố lại mất sức, lại khát nước. Vô lý. Nhưng không. Ông nói rằng chẳng những đào một hố mà làm cho cả cái trũng này đầy những hố. Tại vì nước mà Chúa Ngài sắp sửa đổ xuống đó, nó đòi hỏi, Chúa Ngài ban cho đòi hỏi có nhiều cái hố để có thể chứa đủ. Chúng ta đọc tiếp chúng ta cũng thấy sau này khi mà Chúa Ngài đã cho nước nó đầy ở trong các cái hố này rồi, quân thù của Moab nhìn vào trong những cái hố này lại thấy nó đỏ như máu. Thì chính đó là cái phép lạ kế tiếp nữa. Họ nghĩ rằng ba vua nước này bây giờ mít lòng với nhau rồi, không có đồng ý với nhau nên trở gươm giết với nhau, cho nên máu của họ đầy ở trong cái trũng này. Họ kéo quân đến thì bị tóm gọn và bị đánh bại. Trở lại anh chị em, có những lúc chúng ta phải trỗi dậy làm việc. VBC của chúng ta trong những ngày qua đang chuẩn bị. Chúng ta tạm ngưng buổi nhóm tối thứ sáu để chúng ta đào nhiều cái hố ở trong những ngày sắp đến của chúng ta, chuẩn bị cho nước của Chúa sẽ đổ xuống, chuẩn bị cho Ngài, Chúa sẽ mang nhiều người vào trong hội thánh. Chúng tôi đang cần nhiều bàn tay để đào những cái hố này trong những ngày sắp đến. Hố gì? Chuẩn bị cho cơ sở của chúng ta được sạch gọn để chúng ta như một gia đình đang chuẩn bị để đón khách. Chuẩn bị các lớp học, chuẩn bị tất cả những chương trình của chúng ta. Các anh chị em đã được huấn luyện, đã khám phá ra ân tứ, khả năng và cái lòng ao ước nhiệt thành của mình cho một công tác gì đó. Gia nhập vào trong các đội tuyển để chuẩn bị chúng ta chào đón nhiều người đến với Chúa. Hãy đào ở trong trũng của chúng ta ở tại đây nhiều cái hố, sẵn sàng có một cái sức chứa lớn ở trong những ngày sắp đến. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài nhìn thấy sự trung tín của chúng ta trong những ngày qua. Trung tín trong việc gieo lời của Chúa, rao giảng lời của Chúa. Trung tín trong việc giữ các thứ ơn của Chúa và làm lợi ra. Chúa ban cho chúng ta một phước hạnh ở tại Houston, ở tại đây trong đại hội. Chúng ta mở rộng ra qua Âu Châu rồi qua Đông Nam Á. Bây giờ Chúa Ngài mở cho chúng ta nhiều cánh cửa khác nữa để chúng ta sẽ ảnh hưởng một cách lớn lao. Vì chúng tôi xin những việc lớn là việc quá khó cho con người của chúng ta, nhưng mà không phải là việc khó cho Đức Chúa Trời. Và chúng tôi xin 53 triệu linh hồn của người Việt Nam được đưa vào trong vương quốc của Chúa trước ngày Đức Chúa Giê-xu tái lâm. Người ta nói rằng cái ông đó, ông điên rồi, ông dám xin những điều đó. Tôi nói rằng thà là tôi xin Chúa hơn là ngồi đó không xin cái gì hết. Tại vì sự đáp lời thuộc về Chúa. Amen anh chị em.
Như tiên tri Lise tới đây, xin thần của Chúa cảm động trên thầy sẽ cảm động trên tôi bội phần. Xin một việc quá khó, nhưng mà Chúa có những cái dấu của Ngài để nói rằng ta nghe lời cầu xin của con. Cảm ơn Chúa. Hãy xin những việc lớn đi anh chị em, rồi đứng dậy và hành động. Đào những cái hố tại đây, làm những công việc cụ thể. Gia Cơ chương 2 câu 17 chép về đức tin cũng một thể ấy. Nếu đức tin mà không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Anh chị em có thấy đức tin mình trong những ngày qua sống hay chết? Nếu cảm thấy đức tin của chúng ta nó đang thoi thóp sắp chết, anh chị em biết cái giải pháp là gì không? Nhúng tay và làm việc. Thêm cho cái chân, cái tay vào trong đức tin của mình. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Rồi chúng ta cũng chết theo, đời sống tâm linh của chúng ta nó cũng sẽ khô héo theo. Tại vì đức tin của chúng ta, người công bình sống bởi đức tin. Mà bây giờ đức tin của chúng ta chết thì còn cái gì nữa đời sống của người công bình này. Anh chị em hiểu điều tôi muốn nói. Cho nên chúng ta hãy hành động. Chúa dạy chúng ta hãy làm những công tác, hãy đóng góp vào. Chúa giao cho chúng ta cái vị trí nào ở trong ban tiếp tân, hãy đứng vào cái vị trí đó, chôn chân nó đồn lũy và làm cái công việc đó. Rồi tạo thêm một cái đội hình của nhiều người cùng làm việc với mình. Bởi vì chúng tôi ước ao rằng khi khách của chúng ta đến, ở trong những ngày sắp đến mà Chúa Ngài sẽ đổ rất là nhiều người đến, thì ngay từ lúc họ lái xe vô bãi đầu xe chúng ta, đã có người trong chúng ta chào đón họ. Họ bước vào cửa của chúng ta, có người đến tiếp tân, chào hỏi và dẫn họ vào để cho họ ngồi vào trong các hàng ghế của chúng ta. Amen anh chị em. Thì khi chúng ta trung tín ở trong công việc nhỏ đó, chúng ta trung tín trong hai lễ này và Chúa Ngài ban phước trên chúng ta, rồi lễ thứ ba, lễ thứ tư, lễ thứ năm sẽ thể hiện ra. Và đến một lúc VBC của chúng ta sẽ có 7,000 người sinh hoạt với chúng ta mỗi cuối tuần. Amen anh chị em. Nhưng bắt đầu từ chỗ Đức Chúa Trời quan sát và xem chúng ta có trung tín hay không. Chúng ta có làm cái công việc của mình mà Chúa Ngài giao phó cho hay không? Hay là chúng ta trong những ngày qua chúng ta đã bị chi phối rất là dễ? Chúng tôi thấy ở trong cuộc đời của chúng ta, trừ trường hợp chúng ta quăng bỏ những tội lỗi dễ vấn vương chúng ta, tập trung vào cuộc chạy đua mà Đức Chúa Trời Ngài đã định trước mắt chúng ta và chạy cho xong cuộc đua của mình, vì các thánh đồ đang quan sát, đang nhìn xem chúng ta làm công việc như thế nào, cuộc chạy đua mà Chúa Ngài bày ra cho chúng ta chạy ra sao. Anh chị em tiếp tay với chúng tôi, chúng ta sẽ đào nhiều cái hầm, cái hố để chúng ta chuẩn bị cho việc Chúa Ngài sẽ đổ nước của Ngài ra. Nhưng mà cách Chúa Ngài đổ nước, cái bài học thứ ba và chúng ta kết thúc ở tại đây, đó là đừng dựa nương theo điều mắt thấy, nhưng trên những điều mắt không thấy. Các phu thứ nhì chương 3 câu 17-18 chép: Vì Đức Giê-hô-va phán rằng, các ngươi sẽ không thấy gió, cũng chẳng thấy mưa, thế mà trũng này sẽ đầy dãy nước, các ngươi đều sẽ uống nước được. Nhưng Đức Giê-hô-va coi sự này là nhỏ mọn quá, Ngài lại sẽ phó dân Mô-áp vào tay của các ngươi. Wow, tuyệt vời không anh chị em? Chúa cho nước đầy những cái hố này mà không có mây, không có mưa. Vô lý. Có lý với Đức Chúa Trời, vô lý với con người của chúng ta. Vô lý nếu nó là những chuyện tự nhiên, nhưng mà thật là hợp lý khi Đức Chúa Trời làm việc siêu nhiên của Ngài. Anh chị em có tin rằng Chúa Ngài có thể làm cho hố được đầy nước mà không cần mưa không? Thế giới của loài người chúng ta trước cơn đại hồng thủy không có mưa, Chúa Ngài vẫn đổ sương móc làm cho quả địa cầu của chúng ta có đủ hơi ẩm để cây cối mọc một cách xanh tươi. Chúa Ngài có quyền làm công việc đó. Cho nên chúng ta có thể nghe tiên tri Elise ông nói tại đây: đừng nương dựa vào những gì mắt thấy, mà hãy nương dựa vào những gì mắt không thấy. Thánh Kinh mùa hè có cái chủ đề là hãy quan sát về những điều mắt thấy để chúng ta có thể học được những điều mắt không thể thấy được. Là Chúa toàn năng của chúng ta. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta là những người đi theo Chúa trong ngày này. Chúng ta đừng theo những điều mắt thấy. Những người xung quanh họ có thể họ có những tiếng nói, họ có thể họ có những cái lôi cuốn chúng ta. Nhưng mà công việc của chúng ta là hãy tập trung vào đấng
gọi chúng ta tập trung vào những điều mắt không thể thấy. Vì lời của Chúa nhắc nhở chúng ta trong thư Cô-rinh-tô đó là chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi những điều mắt chúng ta thấy. Mọi anh chị em, làm đầy những cái hố này với nước mà không cần có mây, có mưa, đối với Đức Chúa Trời chuyện này quá nhỏ. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa toàn năng, Ngài có quyền làm công việc đó. Ngài có thể giúp chúng ta thắng bằng số ít cũng như là thắng với con số nhiều. Chúa Ngài đã làm điều này và Ngài chứng minh luôn luôn cho chúng ta. Từ 5 cái bánh và 2 con cá làm cái bữa ăn của một người được nhân lên để nuôi 5.000 người đàn ông, chưa kể đàn bà và con nít ăn xong rồi còn gom lại 12 giỏ đầy. Chúa có quyền làm công việc đó. Ngài có quyền để làm cho chúng ta thấy những công việc mà mắt thường của chúng ta, chúng ta nhìn không nổi, chúng ta thấy không nổi, hiểu không nổi. Chúa Ngài có quyền để làm công việc đó. Amen anh chị em. Cho nên học theo gương của tiên tri Lê Sê tại đây, một con người trung tín, làm thực hiện một cách tốt đẹp những gì Chúa giao cho, dù công việc đó có rất nhỏ hay là nó tầm thường đến cỡ nào, vì ông hiểu được nguyên tắc trung tín trong việc nhỏ sẽ được giao việc lớn. Hay là một con người biết học và hoan nghênh sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình và sẵn sàng được đưa vào sử dụng bất cứ lúc nào, đưa vào sử dụng là ông sẵn sàng để làm việc. Amen anh chị em. Ông dám xin những việc lớn. Có ai tại đây muốn xin Chúa, lạy Chúa con xin thần của Ngài cảm động ở trên con bội phận. Xin thần của Chúa đã cảm động trên mục sư Khánh, cảm động trên con bội phận. Vì con muốn thấy công việc của Chúa lớn hơn. Không phải con làm ham làm tàn, muốn hơn thầy của mình, hơn mục sư của mình. Nhưng mà bởi vì nhiều bàn tay, nhiều con người được Chúa đại dụng sẽ làm nên những việc lớn trong những ngày sắp đến. Nếu đó là điều mà anh chị em ao ước, tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ cho chúng ta một dấu trong ngày hôm nay. Khi chị em đến ở trong sự cầu nguyện, chúng tôi sẽ cậy ơn Chúa và nói với Chúa rằng những gì mà Chúa Ngài đã đặt để trong đời sống của con và chức vụ của con, xin Chúa Ngài cũng cảm động trên anh em con, chị em con một cách bội phận ở trong ơn của Chúa. Để những việc lớn sẽ xảy ra trong những ngày sắp đến. Các hố mà chúng con đang đào, những cái nơi chứa nước mà chúng con đang đào, cái chương trình mà chúng con chuẩn bị để đón tiếp nhiều người đến với Chúa, Chúa Ngài sẽ làm đầy nó trong những ngày sắp đến bởi những con người sẵn sàng đặt cuộc đời của mình vào trong tay để Chúa Ngài sử dụng. Nên cho em là con người đó, ao ước đó, xin tiến lên và chúng ta cầu nguyện ở trong thời gian này. Chúa kính yêu, chúng con cảm ơn Ngài. Chúa Ngài dùng cuộc đời của tiên tri Lê Sê để khích lệ chúng con. Xin Chúa Ngài ban ơn để trong sự hiện diện của Chúa trong giây phút này, chúng con dám xin những điều lớn, những điều khó. Và thấy Chúa Ngài sẽ làm ở trên đời sống của chúng con để nhiều người được phước qua cuộc đời của chúng con. Nhiều người sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Ngài. Và chúng con thấy nhiều người sẽ được phước của Chúa trong những ngày sắp đến. Chúng con cảm ơn Chúa. Và Chúa xin hành động. Xin làm việc trên anh chị em chúng con, những người đang nói với Chúa rằng lại Chúa xin thần của Chúa, Thánh Linh và ân tứ của Ngài, sự sức dầu của Ngài đã đặt để ở trên chức vụ của mục sư của chúng con. Xin cảm động ở trên con bội phận. Cho nên con cũng ao ước điều này cho anh em chúng con. Vì VBC cần nhiều cánh tay, cần nhiều cuộc đời, cần nhiều con người được Chúa đại dụng và tận dụng, để chúng con đầy đủ nhân sự ở trong đội tuyển của nhà Chúa tại đây, để chúng con cùng nhau làm việc lớn, để thấy thành phố của chúng con tại đây được ảnh hưởng, nhiều người được cứu, được chuyển vào vương quốc của Ngài, và công việc chức vụ của chúng con của quốc tế cũng sẽ được lan rộng ra một cách nhanh chóng trong những ngày sắp đến. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ngợi khen Chúa của chúng con. Xin Chúa Ngài hành động bởi ơn của Ngài. Anh chị em ở xa và đã kể chức vụ của chúng tôi cũng như VBC là hội thánh nhà của mình, cũng hãy đón nhận trong thời gian này. Nguyện thần của Chúa, ơn của Ngài, những gì Chúa cho tôi có, lớn hay nhỏ tùy theo sự suy nghĩ của anh chị em,
Nhưng ít nhất tôi xin Chúa cho anh chị em được gấp bội ở trong đời sống của mình, để đi ra và thấy những việc lớn Chúa làm. Thì Chúa nghe làm cho đời sống của chúng con, chúng tôi những cái phép lạ mà anh chị em đã thấy, đã chứng kiến, đã nhìn xem được. Hãy đón nhận. Chúa làm lớn hơn, chúng ta làm kỳ diệu hơn, gấp đôi ở trong những ngày sắp đến, ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, xin tuôn đổ trên anh chị em chúng con ngay trong giây phút này, những người đã thức khuya, những người đã vội vàng rời nhà thờ của các hội thánh người Tây Phương về đến nhà bà tề tụ ở trong phòng khách của mình, trong nhóm của mình, để học hỏi lời Chúa với chúng con ở trong thời giờ này. Xin Chúa Ngài tuôn đổ thần của Ngài ngay trong thời giờ này trên họ gấp bội, để họ cũng được phước của Chúa như chúng con kinh nghiệm tại đây trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Anh em hãy đón nhận và đứng lên hầu việc Chúa một cách hiệu quả trong ơn của Ngài. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa bởi ơn của Ngài.